Hôm nay chúng ta mừng sinh nhật của mẹ và chúng ta thực hành lời của Chúa là biết chia sẻ cho người khác, biết mở tai mà nghe tiếng than của người khác, biết mở miệng mà nói lời chia sẻ với người khác. Chúng tôi đã nghe được lời than của những người đau khổ, của những người không có xe lăn, của những người không có cơm ăn áo mặc. Và đây là hình ảnh của một Giê-xu đang là cần chúng ta nghe tiếng than của những người đau khổ, và là lời than của Giê-xu của những người không cơm ăn áo mặc, của những người đau bệnh mà không có tiền thuốc. Và đặc biệt là trong mùa thu 2018, trăng của lòng thương xót 30.000 bánh trung thu được gửi đến cho những em thiếu nhi, vì chúng tôi đã nghe được tiếng than của các cha, các thầy, các sư, các tổ chức, các mái ấm, nghe được tiếng kêu ấy là lòng thương xót giáo điểm Tin Mừng ơi, cha Long ơi, nhà bè ơi, chúng con đang cần bánh trung thu, đang cần lồng đèn cho các em dân tộc, cho các em cô nhi, cho các em HIV, cho những người khuyết tật. Phải nghe được tiếng đó, mỗi ngày Phật tập nghe được tiếng đó và mở miệng ra để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cho có nhiều trái tim cũng mở ra để chia sẻ với anh chị em của mình. Đây là cái chiếc xe lăn tôi tặng cho người anh em. Anh tên là gì? Tôi là Đăng Tèo. Hello, Đăng Tèo ở họ Bình Triệu. Nghe là bao nhiêu tuổi? Nay 75 tuổi. 75 tuổi, anh bị bệnh gì? Tôi bị bao tử 2 năm rồi mà đi thương hoài không hết. Nên đến cái chân của anh sao nữa? Đến thương hoài. Chân anh bị cụt, chân phải của anh bị cụt vì lý do gì? Vì lý do chiến tranh. Vâng, đây là một nạn nhân của chiến tranh và anh ấy không có chiếc xe để mà đi, cứ phải chống cái nặng lết bao nhiêu năm trời. Nhưng anh bị cụt chân như vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ, 20 năm rồi. 20 năm, tiếng kêu của anh ấy có ai nghe hay không? Tiếng than của anh ấy có ai nghe hay không? Để cho một người anh em của chúng ta 20 năm vẫn lết đi bằng một cái chân trái, vẫn phải hát bài ngày trở về anh bước đi trên quãng đường đê đến bên lũy tre. Ngày trở về của nạn nhân chiến tranh chỉ còn lại một cái chân trái mà thôi, đã gửi lại cái chân phải đó. 20 năm đau ốm như vậy mà có bao nhiêu tiếng than đó, có ai nghe được hay không? Tiếng than của lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng tôi gửi tặng cho anh cái chiếc xe lăn này và gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót, chính Chúa đến với anh. Và chiếc xe lăn này là Chúa đã nghe được tiếng kêu than của anh và mời gọi chúng tôi đáp lại tiếng kêu ấy bằng những hành động bác ái cụ thể. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa lòng Chúa thương xót và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Anh ở giáo xứ gì? Fatima Bình Triệu. Ở giáo xứ Fatima Bình Triệu không xa chúng ta bao nhiêu. Hallelujah. Rồi chúng ta đưa anh xuống, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và mời các bạn trẻ chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và cùng hát lên bài hát Ephata. Hãy mở ra. Chúa Giêsu.